Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một sản phẩm ví nữ mini nha mọi người. Ví màu đen là được làm từ da bò. Đây là một kiểu ví cũng khá là cầu kỳ á nha mọi người. Vì nó vừa có hộp mà vừa có ngăn. Rồi nó là ví mini nha mọi người. Ví này thì mình bỏ trong giỏ sách hoặc ba lô, túi sách đồ thì rất là ok vì nó nhỏ gọn. Được làm từ da bò 100% nha mọi người. Đây là cái nút bấm để mình bấm lại nè. Vì nó là hai tới hai ngăn rồi. Một bên là hộp mà một bên là ngăn nên phải có cái này để gài nữa. Đó, mình giờ mình banh ra thì nó sẽ là vậy. Nhìn thì nó như là một cái ví nam ấy, nhưng mà ở bên kia thì nó sẽ có cái hộp nha mọi người. Thì bên tay trái thì nó sẽ có ba ngăn nằm ngang và một ngăn đứng. Bên tay phải đó thì nó sẽ có bên tay trái thì nó sẽ có một ngăn kiến nha mọi người, bên tay phải thì nó sẽ có ba ngăn nằm ngang. Ngăn kiến thì mình có thể đựng những món đồ mình sẽ quên đó, thì mình có thể đựng để mình nhớ tại vì mình có thể nhìn thấy. Thì đựng được tất cả các thẻ ngân hàng hoặc là cà vẹt xe mới bây giờ là đều đựng được hết nha mọi người. Đây là da bò màu đen da hột nha mọi người. Độ bền thì là khá cao, đường chỉ đường may rất là tỉ mỉ và đều. Mọi người có mua hàng thì có thể liên hệ qua số điện thoại là 0862 452 078 hoặc 092 4629 729. Cảm ơn mọi người rất nhiều và mọi người thấy hay nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ mình. Ở trong thì nó sẽ có một ngăn lớn nha mọi người, ngăn lớn và được lót một lớp lớp lót màu đen rồi. Thì cũng đựng được khá nhiều tiền nha mọi người, vì nó là ví mini nhưng mà nó đựng được khá nhiều tiền mọi người.